cái quạt thơm ra hao luôn á. Cái có quạt thơm ra hao luôn. Ủa cà lê lâu nhờ hả? Lùm nhanh dưới trời. Mình quay chảy xuống. Thank you.
Phạt bình thường, hồi trước hay phạt lít. Mà lần đi đâu phạt nhẹ nhất trong đường thôi. Bữa có lần phạt lên kiểu sống. Vì chứ? Thế là mới mua xe về lâu rồi. Mua xe về cái tháo biển số chạy chơi không được bao giờ. Giấy tờ chưa có bằng gì. Thầy trời trâu cười ở quỷ. Mày nắm em thì... Thôi được đi kiểu anh thật mỏ. Em thì bị phò, không kiểu giá. Không đàn giá, không chính. Chưa có bằng điện sổ họ đưa ngay thảo ra. Thì đó ông anh kêu sổ xấu, sổ đi sổ từ, sổ đô gì bớt đẹp mà thảo ra. Hơi dường mắm này đẹp nhớ lắm ạ. Này còn chứ chứ. Còn đi mới chích đi. Đi bóng tay tui bà ơi. Mà cái bóng em cứng không ha. Đừng đừng nước thì được. Nước mềm được.
Nhưng thử cũng nhiều cái rồi mà đâu được đâu, bên kia cũng không được kìa, bên chỗ mà sắc đẹp nó còn thử mình chưa được nữa. Đây nó làm lớn thì nó chưa làm được nữa, giờ chờ. Mà có làm đi chăng nữa cũng có lượt cũng thấp lắm, cũng không có nhiều, mà được mấy ngày chứ mấy, như chị tháng được một cỡ ba ba ngày ngày ba bốn ngày là đi đi mà đi lung á, vừa tốn đi gieo vừa tốn công vừa này kia rồi. Thà lấy lại xí dấu không được thì đây mắt trắng luôn. Mà làm kiểu mà vàng tiền cũng không được hả ta? Ví dụ như là là không đủ không bằng làm ráng. Xíu. Qua tới không được cho chị xí cái bông nước muối em ơi. Khó thấy khi quay á thì không thấy, mà khi tắt điện thoại là tự nhiên thấy.
khó chịu. Chị Hiên bật đợt trước là bị khóa Facebook và chị khóa luôn à, nó mở luôn à. Mở rồi đó. Nó mở lại được rồi. Mở 500 ngàn. Ý là Facebook hắn đâu có giá trị bao nhiêu. Ý là Facebook của hắn là đâu có nhiều lượt ấy đâu. Mà răng nó bị khóa nhỉ? Không biết mà. Ví dụ Facebook mình nhiều lượt cái á em thì... chắc đến trường thì em còn cao thì spam bình luận mà đừng bình luận vô cái còn cao nhiều quá chị cũng không biết nữa mình bị khoảng bị lỗi nhiều khi chia sẻ đồ chi đó hoặc là đăng nhiều quá cũng không được đăng một ngày mà nhiều quá rồi nghe nó cũng không được rồi.
là bình luận, khi mà bình luận nhiều quá một cái đó. À hiện chấm chấm ở dưới à. Được thầy kiểu... bình luận không? Được thầy bình luận à. Bình luận chỗ cái bài chị còn cái quảng cáo à. À. Chỉ toàn thầy chụp bám tin bình luận. À. Nói chung mình coi ấy chứ không là mà chắc không chi đâu, mình chạy kiểu ấy mà. Mình chạy kiểu chi ra? Anh chạy kiểu... Mình tự chạy hay ra nghe? Tự chạy. Em hỏi trong bàn em. Tự vận thế. Ừ. Em chạy đường tiên. Nhưng mà hiện chạy quảng cáo cái đợt phục mà nó đâu có chạy đâu. Rút mà mắc cái rút nó đâu có chạy đâu. Trước đâu nghĩa là bị trước đó. À, cảnh báo trước. Bị lôi sáu nó phạt sáu chứ. À. Nhiều người nhưng mà có nhiều người mở được, nhiều người không. Nhưng mà tụi nó cũng ghê lắm, coi Facebook mô mày nhiều lượt ấy kìa. Rồi cũng đưa hô ra giá tiền ha. Muốn à. Ví dụ Facebook mình là kiểu đang ngon á, tại vì cái giá lấy giá khác rồi đó, kiểu làm tiền. Facebook hiện cũng đâu có chi đâu, người theo dõi thì có mới có 3.000 mấy, còn mình 100+. Anh chạy quảng cáo nói mày vừa bình luận vừa là chia sẻ cho gọi tương tác á. Chúng ta yêu nó ngon không sao. Chia sẻ được luôn đúng không? Chia sẻ được đi rồi. Lái thêm mua chạy rồi. Mấy chạy đó. Chạy rồi đó hả? Chạy hôm nay rồi. Thử xem thế nào. Ví dụ một ngày là bao nhiêu tiền? Thường thường thử xem thử mặt trắng. Vài trăm. Vài triệu. Vài triệu là xỉu đó nha. Có khách thì được, có khách thì sợ, có khách thì nó mà. Ghê đấy, ghê đấy. Phải triệu luôn. Chúng ta chiều hôm nay 50 khách chẳng hạn. Cầm khách chẳng hạn. Nhân lực mà là... Nói giờ có rồi. Có khách rồi có người làm thôi, đúng không? Ừ. Bù đâu cả là gì? Ừ. Là...
cái mụn này nặng lúc đó, thì cũng không thấy đau, nặng chập là cứ thấy gì đó. Lúc sau này hoài thấy nó ổn hơn đúng không? Khó tìm, mụn tìm mẵn. Lé không mát luôn, chảy nước mắt luôn nè, do đèn á.